Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay nắng nóng và oi bức tiếp tục là thời tiết chủ đạo tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành miền Đông Nam Bộ. Trời mỏng mây ngay từ sáng sớm khiến cho nắng chiếu mạnh và càng đến trưa thì trời càng nắng gắt với chỉ số tia cực tím lên tới mức 10 và trên 10. Theo thang bảng đo chỉ số tia cực tím, mức từ 8 đến 10 là mức rất cao, trên 10.5 là mức đặc biệt cao, có thể xuyên qua mây và các loại cửa kính, gây bỏng da nếu tiếp xúc trực tiếp trong thời gian là 25 phút. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia UV cực đại là từ 10 giờ trưa đến 14 giờ chiều. Dự báo mức UV cao tại Nam Bộ còn kéo dài trong những ngày tới, vì vậy mà quý vị lưu ý khi ra đường nên mặc quần áo chống nắng, tốt nhất là loại chất liệu dày, dùng mũ rộng vành để che vùng mặt, đầu, cổ, đeo kính râm để bảo vệ mắt. Quý vị nên lựa chọn chất liệu mắt kính phủ lớp chống nắng, chống tia UV. Ngoài ra thì nên sử dụng kem chống nắng đều đặn ngay cả khi trời nhiều mây. Về nền nhiệt độ, dự báo mức nhiệt cao nhất ngày mai tại cả hai khu vực là Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức cao. Ở vùng cao nguyên phổ biến là từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Còn tại các tỉnh miền Đông thì duy trì nắng nóng với nhiệt độ 35 đến 36 độ. Nhiệt độ thực tế ngoài trời thì có thể cao hơn mức này từ 2 đến 3 độ. Trong khi ở phía Nam đang nắng gắt và nóng thì trở ra phía Bắc, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ trong đêm nay và sáng ngày mai, đới gió Đông Nam ẩm vẫn còn duy trì nên trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc như là Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn hay là Cao Bằng thì có thể xuất hiện những cơn mưa rào. Sang đến trưa chiều mai thì trời khô ráo hơn, có lúc hửng nắng nhẹ và nhiệt độ nhích dần lên, cao nhất là từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh thuộc khu Tây Bắc như là Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc của Sơn La thì trời có nắng mạnh hơn với mức nhiệt cao nhất ngày trong khoảng là 28 đến 30 độ, một số nơi có thể lên trên mức này. Trên biển, hầu khắp Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, do có hướng Đông Bắc đến Đông, phổ biến ở cường độ trung bình. Thời tiết chủ yếu là ít mưa, tầm nhìn xa thoáng nên thuận lợi cho mọi hoạt động hàng hải và đánh bắt trên biển. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 9 tháng 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.